Yuri Senkiewicz, nhà văn người Ba Lan đã xuất sắc đạt giải Nobel văn học năm 1905. Ông nổi tiếng với những tác phẩm tràn đầy tinh thần dân tộc, lòng yêu chính nghĩa và công lý, lên án sự bất công và mọi hình thức áp bức bóc lột con người. Trong di sản văn học đồ sộ của Henry, tiểu thuyết Trên sa mạc và trong rừng thẳm chiếm một vị trí khá đặc biệt. Đó là một tác phẩm duy nhất mà ông viết tặng cho các bạn đọc thiếu nhi và cũng là một trong những cuốn truyện hay nhất dành cho lứa tuổi này. Ngay từ khi xuất bản lần đầu năm 1912, tác phẩm đã rất được hoan nghênh, được tái bản ngay và dịch ra nhiều thứ tiếng. Sau đó, được dựng thành phim vào năm 1973 và 2001. Tác phẩm được xây dựng trên nền lịch sử là cuộc nổi dậy của người Sudan dưới sự lãnh đạo của Manhi chống lại Ai Cập và Anh Quốc nổ ra năm 1881. Trên sa mạc và trong rừng thẳm kể về cuộc phiêu lưu trên vùng đất Đông Phi của cậu bé người Ba Lan 14 tuổi Tat Tarer Kupki và cô bé người Anh 8 tuổi Nendrolison trong cuộc hành trình trốn chạy khỏi tay bọn bắt cóc của lực lượng nổi dậy Manhi ở Sudan. Trải qua bao hiểm nguy, đối mặt với nhiều gian nan thử thách, cuối cùng cả hai cũng đoàn tụ được với gia đình. Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, Tat có thể đương đầu với mọi khó khăn. Cậu có thể đầy sáng suốt và suy tính cho cuộc hành trình tưởng như không thể với một đứa trẻ 14 tuổi. Thoát khỏi tay bọn phiến loạn, rồi xuyên qua lục địa đen, vốn chưa được khám phá hết vào thời đó. Đối mặt với những bộ lạc châu Phi đầy man rợ, tưởng chừng không có rào cản và khổ ải nào cậu không thể vượt qua. Ấy vậy mà, Tat lại đầu hàng trước cô Nen bé nhỏ. Tat không những chỉ chăm sóc Nen một cách đơn thuần mà còn chăm sóc cô bé một cách thành kính. Dù rất gắn bó với cô bé nhỏ, em hoàn toàn không cảm thấy mình đã có tình cảm ấy. Đồng hành cùng Satat da đen là Kali, cậu bé da đen chừng chất đáng yêu, đặc biệt trung thành và hết mực yêu thương Satat và Nen. Cậu sợ thú dữ, nhưng trong đêm tối lại một mình cầm đuốc đi tìm con chó Sapa vì sợ Nen buồn. Một cậu bé có thể từ bỏ ngôi vua của những người da đen chỉ để đi theo hai người da trắng mà cậu yêu thương. Trong cuộc hành trình đầy gian lao này, những cậu bé và cô bé đã phải chịu đựng cái nắng bỏng rát của mặt trời, băng qua những cơn bão cát điên cuồng trong sa mạc, hay đối mặt với những đêm thao thức không ngủ giữa vòng vây của thú dữ. Gió mưa, bệnh tật, rồi những lúc khác cháy cổ giữa rừng thẳm không vết chân người. Cảnh tượng về những vùng sa mạc hoang vu không một bóng người, sự đói khổ chết chóc tại vùng phiến loạn, hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong khuôn rừng châu Phi, từng cảnh cứ hiện ra như một bức tranh đa sắc đa chiều. Mọi chi tiết trong sách đều vô cùng chân thực và sinh động, khiến người đọc có cảm giác mình đang được trải nghiệm cùng Tat và Nen. Với kiến thức đa dạng của mình, Henry Senkiewicz dẫn dắt người đọc theo chân cuộc hành trình thú vị của các bạn nhỏ thông minh, gan dạ và đầy lòng dũng cảm. Cậu bé Tat xứng đáng là một anh hùng với những chiến công đáng khâm phục trên chặng đường băng qua sa mạc rộng lớn, băng qua những vùng rừng nhiệt đới và giải cứu cho những bộ lạc người da đen. Không chỉ đơn giản là kể về một câu chuyện hấp dẫn, Henry đã vẽ lại toàn bộ chặng đường đầy gian khổ dưới ngòi bút sinh động của mình.